Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người thay lõi lọc nước tại nhà đơn giản nha. Thì mọi người có thể là mua cái lõi lọc nước 123 này ở trên Shopee hoặc Lazada, nó chỉ có giá khoảng tầm 130.000 cho 3 lõi. Thì mình mua xong mình về thì mình tự thay, thì vì nó rất là đơn giản, không cần phải gọi thợ vào. Thì đầu tiên là mình sẽ khóa nước đầu vào, thì mình đi vào cái chỗ vị trí mà nó có cái van khóa, mình khóa cái nước đầu vào. Sau đó thì mình dùng tay vặn cốc, đây là cái tay vặn cốc nhé, mình đưa vào đây nha. Đưa vào đây xong rồi mình vặn nhẹ cốc số 1 ra, sau đó là mình xoáy ra. Vì đây là cốc lọc Đài Loan á, nên là cái ron rất là khít và nó rất là dễ dễ thao láp ha. Rồi tiếp theo mình mở cốc số 2 ra, cũng tương tự nha. Cốc số 2 thì là cốc chứa cái than hoạt tính, cái loại than hoạt tính, than CTO. Cái loại số 3 sẽ là cái loại, một số máy thì nó sẽ là loại BB 1 micro, một số máy thì nó là loại ceramic. Ví dụ như là trường hợp này thì nó sẽ là loại ceramic nhé. Sau khi mình tháo ra thì mình lấy những cái loại cũ này ra ha, mình bỏ đi. Sau đó là mình lấy loại mới á, mình bỏ vào, rất là đơn giản ha. Xong rồi mình lại bỏ vào, xong rồi mình lại nha. Rồi tiếp tục loại số 2, rồi tiếp tục loại số 3, rồi sau đó là mình dùng cái tay vặn cốc ha, mình lại xiết vào. Tập bên cốc số 2 này mình cũng dùng tay vặn cốc mình siết vào, siết vừa đủ lực thôi nhé. Rồi xong, sau đó mình mở cái van nước ra, xong là coi như là cái quá trình thay lõi lọc nước của mình đã hoàn thiện.